nay nhà nước có cái cục điện nè, tối quá cho không thấy quá, bị cúp đèn đường rồi. Mình lấy cái đèn led nè, đèn led bán mấy anh chị 500 10 mét dây đó, bắt trên cao nè, có 17 watt rồi mà rọi đã đó rồi nè, rọi ra hàng rào nè. Nó rọi xa xa mới sáng, rọi gần không có sáng lắm. Quên quay cây thôi, dướng các bạn thiên. Quay ngược thì nó chói, nó nè chói sáng luôn nè. Cái đèn đường nó nằm bên đây khuất rồi đó, đèn cây cột điện đó nằm bên đó đó, cái trên cái bảng đó một chút đó. Đó bữa nay nó bị cúp rồi. Nếu mà cái sân rộng rộng rồi mình chơi hai cây này ok rồi, tí rồi xa nha, chứ mình để gần nhiều khi mình thấy nó không sáng rồi mua về mình thất vọng. Nhưng mà để xa xa vậy mình thấy cũng ok á. Nhà bắt hả hai cây, để mở thêm cây này lên nữa. Đây là anh cấm cho cái này, giờ đây còn nhẹ nữa đấy. Sân nữa nè, này để rọi xa xa. Hai cây này thì nó khá là sáng á, nếu mà sân rộng rộng cỡ 4 4 4 8 ha, sân cỡ rộng cỡ 4m 8m á là hai cây đèn này dài vừa rồi. Giới thiệu chơi anh bạn, anh chị bạn để nhiều khi mua cái đèn về mình bố trí không có đúng á, rồi mình thấy ánh sáng nó cho không có đạt hiệu quả, rồi mình thấy có vọng. Thật ra cái đèn mà mình bán cái đèn 500 đó led đó, thì nó được có 10 mét dây rồi, cái chui đèn nó cũng xịn đó, với cái chá đèn với lại cái cảo để kẹp á, nó cũng hết chiếm hết gần 300 rồi. Cái bóng đèn tính ra có 100 mấy à, tiền ship mình cũng hết 50.000 rồi bạn ha. Rồi review đèn chơi thôi bữa nay, tình hình đèn đường nó cúp rồi.